không thể giải cứu mẹ mình bằng sức mạnh của mắt ba. Anh đã dần kiệt sức và rơi thẳng xuống mặt đất. May mắn nguồn sức mạnh hủy diệt này đã bao bọc Giz và đưa anh vào ảo mộng của bản thân. Nơi này anh gặp một chàng trai với chiếc mặt nạ cáo. Anh ta hỏi mong ước của Giz là gì, thứ sức mạnh mà anh hằng mong muốn có phải là sức mạnh hủy diệt hay không. Giz đã do dự, nhưng với tình yêu dành cho mẹ cũng như tất cả những người chơi trong Design Grid, anh đã chọn sức mạnh của sự hủy diệt, nhưng nó là hủy diệt và rồi sáng tạo ra những thứ mới. Câu trả lời của anh liệu có làm hài lòng nhân vật bí ẩn với chiếc mặt nạ cáo. Anh ta rời đi, nhưng ẩn sau tấm mặt nạ đó lại ẩn chứa gương mặt của Ace. Đây là tiềm thức của anh, thức tỉnh phần còn lại của bút mắt ba để đối mặt với tên Sue trong hình dạng của Color Gazer. Hắn ta đã tận dụng tất cả nguồn sức mạnh cuối cùng của mẹ Giz để thực hiện Grand End. Thế giới đã bị reset, tất cả những người hỗ trợ đã về với tương lai, cũng như những rider khác đã mất đi sức mạnh của Desire Driver. Chỉ còn lại Ace trước mặt của Sue. Anh một lần nữa tiến bước, tách đôi bút mắt ba và chuyển hóa hai phần cắm vào Desire Driver. Khẩu lệnh Revo On vang lên. Hình dạng cáo chín đuôi đã được xuất hiện trên Desire Driver. Giz 9, một sinh vật trong truyền thuyết của Nhật Bản. Cáo chín đuôi, Giz 9 được bao phủ bởi tông màu của mắt ba là trắng và cam. Phần thân trên của mắt ba đã chuyển xuống thành phần thân dưới. Một bộ giáp với hình tượng con cáo đã tách rời từng bộ phận của nó để tạo thành phần thân trên cũng như gương mặt của Giz. Vẫn giữ nguyên được thiết kế đơn giản Carbon Rider Giz. Anh được bao phủ bản thân bằng một bộ giáp trắng với những viền cam cùng với những chi tiết kim loại và phần vai và ngực của anh có vẻ là những điểm tương đồng được mở ra, thể hiện phần nào sức mạnh sáng thế đang được khai mở từ trong người của Giz. Anh có một tấm áo tròn là chính chiếc đuôi của mình được bao phủ phía sau. Nó được tập hợp từ nguồn năng lượng xanh tỏa ra từ mặt đất và kết hợp thành tấm áo tròn của Giz. Gương mặt của anh hung tợn hơn, thể hiện rõ uy nghiêm của một vị thần. Phần bụng của Giz được điểm tô bằng biểu tượng hủy diệt của Fire, nhưng đây có thể chính là phần biểu tượng của Revo-On đặc trưng của Giz. Về phần sức mạnh, đối mặt trước kẻ thù có thể xem là mạnh nhất, Zue trong ngân dạng của Gazer, hắn ta tận dụng hoàn hảo chiếc Vision Driver mang lại, nhưng trước mặt của một vị thần, tất cả công nghệ của con người đều thật nhỏ bé. Giz phá hủy tòa nhà mà cả hai đang đứng, tái thiết nó trước sự ngỡ ngàng của Sue. Hắn ta vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã lặng lẽ đi từ không trung xuống mặt đất. Những bước chân trên không khí của Giz càng làm tôn lên sức mạnh của một vị thần. Bản năng cáo linh hoạt và nhanh nhẹn của Giz vẫn được giữ nguyên, tránh né tất cả những vật thể bay do Gazer điều khiển và tấn công Giz từ khắp mọi hướng. Khả năng sáng tạo và hủy diệt của Giz cũng được thể hiện trong toàn bộ trận chiến. Anh có thể phá hủy và lập tức tái tạo bất kỳ vật thể nào mà anh chạm vào, cũng như dùng ý thức của mình để làm việc tương tự. Cảm nhận được quyền năng sáng thế của Giz 9, Gazer đã chuyển qua kế hoạch phòng thủ. Hắn ta tạo một hàng rào gồm 5 chiếc lá chắn được tạo ra từ nguồn năng lượng laser, nhưng tất cả chúng đều đã bị xuyên phá bởi vũ khí mà Giz triệu hồi nên. Khẩu Buster QB9 có phát âm giống với từ cáo chín đuôi. Vũ khí này vẫn là khẩu Magnum Suster, được đổi tông màu thành trắng và cam thay vì chuyển hóa thành một khẩu rifle. Nó sẽ giúp Giz có thêm một thanh gươm mọc ra từ phần trên của khẩu súng. Tạo hình cực kỳ tiện lợi này giúp Giz tấn công kẻ thù từ rất nhiều phạm vi khác nhau. Những phát bắn cũng như những nhát chém từ gươm và súng đều được bao phủ bởi ngọn lửa xanh từ cáo chín đuôi. Ngoài ra, tấm áo tròn của Giz cũng giúp anh tạo ra những chiếc đuôi cáo khống chế kẻ thù, vô hiệu hóa chuyển động của chúng. Một số quyền năng khác, khi trở thành một vị thần thực sự, Giz còn phá bỏ được quyền lực thời gian từ Regard Omega của Sue, nhưng bản chất lúc đó anh đã gần như trở thành một thực thể bất hoại rồi. Đòn tất sát của anh, Boost 9 Victory. Giz bao phủ bản thân bằng ngọn lửa xanh, tụ nguồn năng lượng vào đôi chân của mình để kết liễu kẻ thù bằng cú Rider Kick trứ danh.